Xin chào các bạn nhé. Hiện tại mình đang ở bản Cang, xã Pi Tong. Hôm nay mình vào đây thì trong bản có cái nắp cúng người Thái đen. Mọi người theo chân mình sẽ chia sẻ hình ảnh cúng của người Thái đen hôm nay nhé. Bà cúng kìa mọi người nhá, mâm cúng ở đầu giường kìa. Đây là mâm cúng mọi người nhá. Bà thầy mo đang phải làm thủ tục. Cái giỏ đồ của thầy nhá. Đồ nghề đấy. Đây các ông các bác này đang ngồi chơi nước, chờ tí cúng xong là đặt mâm chén. Đây ông chủ nhà này hôm nay giải hạn ông chủ nhà đây. Cái thủ tục này cúng đây là cả ngày mọi người, bây giờ cũng hơn 7 giờ tối cũng sắp xong rồi. Đây không gian nhà sàn này rất rộng nhé, bên giường ngủ này. Còn bên này hoạt động ăn cơm xong rồi kia. Cái đồ để về của những người mà để giải hạn, quần áo của người đó là người chủ. Nghe đọc lên từ mình tiếng Thái mình không hiểu, không dịch cho các bạn được. Trên mâm cúng thì có thịt con lợn, gà, cá. Dưới bếp cũng đang đun nấu đồ ăn, chuẩn bị tí nữa cúng xong đặt mâm, chặt chém đặt mâm. Đây trong này chân cái đùi lợn đang luộc mọi người nhé, khoái ngột ngột luôn. Đây bên này là nồi xương xào, xương rang người Thái người làm, món đặc trưng ở đây. Đây chỗ này là chia cho thầy cúng mọi người này. Trong này có đùi dê nhá, rồi đùi lợn này, rồi một túi to đấy. Trong này thêm một con gà nữa này, đồ chia cho thầy cúng đấy. Đây bên này là măng luộc mọi người nhá. Xôi thì cũng đã đóng vào túi bóng để sẵn trong cái rổ đây. Thank you.
Đây, thịt lợn luộc bây giờ vớt cho mọi người này. Lợn nhìn ngon chưa? Đấy, tí chặt chém. Chỉ chờ thầy cúng xong đấy là làm thôi nhỉ, à mình nhỉ. Nhờ thịt lợn bản chuẩn này nhá, đen đấy, quá ngon. Thịt nuôi, lợn mình nuôi ăn rất yên tâm luôn. Nói không với cám công nghiệp. Đi mời anh em lịch sử thớt để dao chặt chém. Đây bây giờ thầy cũng sắp xong mọi người nhá, mình xuống ngồi xong ăn uống một chén rượu. Ăn một tí trên mâm cúng kìa, uống chén rượu xong cái lễ cúng và đây là tiết mục của A Minh chặt chém. Chém thế hay mấy có đâu đây có ngon nhỉ, nóng ngùn ngụt ngon quá nhỉ. Cái này chấm chẩm chéo thì quên sầu. Quá ngon. Đó chuyện mà ăn cái em ơi, ăn đi. À tí này. Đấy, nóng rồi. Con này bao nhiêu cân nhỉ, Văn Minh nhỉ? Con này ăn 10 cân. Hơn 10 cân này. Lợn bản trên này thì ăn tầm này là rất là ngon. Ngọt thịt. Đấy. Thử như này. Đấy. Chờ đi. Ngon không? Nào, em còn làm một miếng nào. Ôi trời, cái này. Thế này cơ mà. Nóng ngột luôn. À, mời anh em nhá. Tiền lọc của thầy ban lại cho chủ nhà, còn lại các xe thầy cho vào túi này. Vâng, mời ông đây. Mời nhà cũng
Ôi à, phong tục đấy. Vâng. Phong tục tập quán của dân bản của cũng hồn đấy. Vâng. Hồn người nhà rồi. Nó hồn nó không đi xa đâu quá, không được chơi xa đâu quá. Hồn nó về hết rồi. À. 30, 40 hồn về hết rồi. Thế này là không sợ đi gái, hồn không sợ đi gái đâu quá. Đi gái đâu. Bây giờ cúng xong mọi người nhá, chuẩn bị dọn mâm cúng ra ngoài, chặt chém đồ trên mâm cúng, đặt mâm để chia cho thầy mo này trên mâm này. Bắt cái nó, bắt cái nó quá, cái nhớ quá đấy. Đấy, lấy đùi chia cho thầy mò nhá. Ở trên mâm cúng nào cũng được chia hết mọi người. Tập 8 lại. Nhà bản như thế rồi đấy. Chặt bản là trên đùi, con nhỏ ngon thì không phải nói nửa cân một con đầu đông vui rồi đấy nhỉ, nhiều người ra đấy. Sai này. Để vào đây. Con mới đầu em ăn. Ăn nó đấy. Bắt cái này rồi. Bà Khôn đi về luôn à? Bà Huân. Đi rồi đấy. Đi rồi. Bà ăn cơm nữa cho mình về. Không ăn đâu. Ăn rồi. Bà có no rồi. Ăn no rồi quá. Mày đi đâu mà bây giờ mày ở đây mà hê với lô thằng này. Sao để này được quá? Ba tôi vẫn. Bỏ sát ra hủ thằng này đây này. Quá em khả mốt 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 đây, tao làm đi nào ấy. Thằng đấy. Đấy. 6 đĩa đi. Trẻ con. 7 đĩa. 4 5 6. Ui, mấy thằng trẻ con không ăn thịt gà đâu mà. Nó đau răng. Ôi nó mặn. Ừ. Trẻ con mỗi 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 món một lần đi vậy nè. Có mà 6 làm 7 đĩa nữa. 6 đĩa, đổi 6 là đĩa chân đĩa này. Ừ thì đây là nồi kia dê rồi. Đấy mà cái kia máy mà nó cái này. Mà quét vào nó to là đây nha, bây giờ đã đặt mâm mọi người này. Một dãy dài đây. Ở nhà sàn ánh điện nó hơi kém so với nhà xây tí nhỉ. Thông cảm nhé. Giờ trên mâm có những món ăn như này đang được bày ra. Mama
À, chào bà nội. Ôi, chào bà ngoại, chào ông ngoại. Chào bà ngoại. Chào bà ngoại của tôi. Bà cái ít rồi hết mấy chàng cà phê rồi nè. Chưa rồi hết mấy chàng cà phê rồi. Chưa rồi hết mấy chàng cà phê rồi. Anh ăn kẹo anh. Đồ ăn được 7 như trên mông hết rồi. Để chờ khách đến là ngồi. Thảo cà nó phải như thế chứ. Thảo này tất nhiên nó nữa đi. Đây giới thiệu với mọi người nhé, đây một số món ăn trung tâm nhé. Đây là đĩa xương xào xương rang. Đây là thịt luộc này. Mày bán đi, nước chưa luộc. Lợn luộc nhé, thịt lợn đen bản này. Không có món như này không ạ? Chín món này. Ở đây là món lòng dê xào. Xỉn bộ chiến bộ xỉn với chiếc vai tan xỉn với chiếc số điện. Gà này. Nhằm phông trên mặt này. Gà này, chân lợn này. Bộ ỉn. Không thể thiếu được món lắm biển. Món lắm biển. Lắm sản nhất của lắm sản dân bản Tây Bắc. Vâng. Tây Bắc ta đấy. Miền Bắc có các loại cùng với Bắc ta có là sản riêng cùng với xôi nếp nương mọi người nhé, xôi nếp xôi chai lọ này đây mọi người xem má nó bưng cái bên ông họ má nó đi đấy chai xếp theo hàng dọc nhá. Bên Tây Bắc cần nắm xôi này, cẩu lam này, cá bình thục này, có các kiểu nhiều món nó ngon. Đặc sắc của miền Tây Bắc ta nhiều món ngon lắm. Vâng. Đấy, bây giờ mọi người đến đông đủ mọi người nhỉ. Phong tục từ này thì ai có đến thì có người mang gạo đến, người thì góp rượu cùng gia đình. Ai có nhà có gì mang thì góp cùng cúng này. Gạo, rượu, đa số như thế. Có người thì cho bánh kẹo, hoa quả. Đây là ông các bà. Ơn mất ngày. Hay cái gọi ta thì. Ừ. Đấy. Bà này cũng gọi cho bà bắt thằng bà Lan Thái là nói. Đang thì giới thiệu là cảm ơn bà cùng gia đình cũng ngay cả hơn người ý như thế bác gì đấy đấy cà phê không để san mẹ san nó mẹ bác chào san vào đây đố san mẹ anh em mình cũng vào mâm mọi người. Ông nào cũng được chén đấy. Ngồi đông đủ cũng cầm chén đấy. Thầy phó là Hán đấy. Mời mọi người nâng ly cùng anh em tôi nhá. Hảo Hán nhá.
À, chú khỏe bác nhá. Hoàn nhá. Nó ăn cái gì không? Đó. Cô cười. Đi rồi. Bỏ lên cái ông kèn đi. Đi ấy cho đi. Cái sườn kèn đấy, ai ông nó. Mấy ông lão làm cái này thì được, không được. Uống chén chén đôi chén cặp mọi người. Uống hai chén một, hai chén một thôi. Mình thì một chén thôi nhá. Làm phong tục đây là phải rót ra thêm một chút rượu cúng ma nhà. Tiền bao rồi hắn lại dùng đấy. Tiền gì lại hắn đấy. Xem thôi kể khai là họ ăn tiền sáng đó. Đúng rồi, đúng rồi. Họ ăn tiền sáng đó các bạn. Ông ấy bốn chén đấy, bốn trơn mặt. Không là người ta không vui đâu. À còn uống về hai chén rưỡi rồi, cái ông còn cái dấu phẩy ở giữa nữa. Có một cái dấu phẩy. Cái là 27 hai chiếc hai nhóm. Mình làm miếng dạ dày lợn mình. Mời anh em nhá. Chấm chấm chéo. Ngọc thì nó khỏe đó nó cái cá nướng này. Chuyển tay. Chuyển hồn đấy. Mỗi người lấy một ít xong rồi lại chuyển cho người khác. Mình sẽ lấy một ít của mình nha. Đây nha mọi người, cái vừa xong cái cúng cái cá chuyển hồn đấy là mỗi người qua tay là làm ít cá này, xong rồi làm ít xôi này. Ăn theo phong tục người Thái Đen phải như thế này. Mời anh em nhá. Đây, cá không hồn. Sẽ làm miếng thịt dê mọi người nhá. Không hồn đi theo gái. Không ăn thôi không hồn không hồn được theo gái nhá. Chân lợn bản lợn đen lợn bản anh em chân chó sẹn chân bản chân này sẵn là của đất nước tây bắc. Đây bà chủ nhà đến chúc rượu mọi người trong mâm này. Ăn măng quên chưa rót rượu. Ê măng đây mở lên đây chưa kể bác nhá. Đến đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại những các bạn ở những video tiếp theo của kênh Thanh Chuyển TV. Các bạn xem video mình yêu mến cho một like, một
đăng ký comment nhá. Vẫy tay chào cái nào. Rồi, chào anh em nhá.